dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm được xem là lĩnh vực tiên phong và có tốc độ mạnh mẽ nhất trong cuộc đua đổi mới sáng tạo để vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19. Hệ thống các ngân hàng và các công ty dịch vụ tài chính trong suốt 2 năm qua liên tiếp cho ra mắt và triển khai các ứng dụng phục vụ người dùng theo phương thức không tiếp xúc. Trên nền tảng số, với sự khai thác triệt để công nghệ 4.0, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, mỗi ngân hàng và dịch vụ tài chính đều tập trung nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật, an toàn cao. Và đặc biệt, sản phẩm, dịch vụ nào cũng tìm cách ghi điểm về cảm xúc và trải nghiệm khách hàng. APP Banking của HD Bank được kiến tạo dựa trên sự thấu hiểu con người, được phát triển từ sự lắng nghe nhu cầu cấp thiết của người dùng trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của dịch bệnh. Từ thanh toán các nhu cầu mua sắm cá nhân đến các dịch vụ booking phương tiện đi lại và đặc biệt gửi quà tặng và lời chúc yêu thương, an lành tới bạn bè, người thân. Trong khi đó, Vietinbank lại cho ra mắt dịch vụ Vietinbank Alias với tính năng nổi bật và đột phá hơn so với cách tiếp cận thông thường. Đó là, với Alias, khách hàng có thể thiết lập tài khoản theo tên cá nhân, biệt danh hay kỷ niệm đáng nhớ mà không cần phải lưu nhớ tên dãy số. Người dùng hoàn toàn thực hiện thao tác này online trên điện thoại với Vietinbank iPay Mobile. C-Mobile của C-Bank lại khai thác triệt để công nghệ AI ngoài tính năng đồng trải nghiệm trên các nền tảng quản lý tài chính cá nhân thông minh. Ứng dụng này còn vượt trội với tính năng trợ lý ảo chăm sóc sức khỏe tài chính. Không thể không nhắc tới dịch vụ thẻ BIDV Visa Platinum Cashback Online của ngân hàng BIDV là hạng thẻ bạch kim với tính năng vượt trội như cashback, contactless và 3D circle. Bên cạnh hệ thống ngân hàng, các dịch vụ thanh toán điện tử, ví điện tử của VNPay hay siêu ứng dụng Momo cũng đang tích cực thúc đẩy thực hiện mục tiêu hướng đến vì một xã hội thanh toán không tiền mặt. Với tốc độ tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây, các công ty chứng khoán không ngừng đẩy mạnh phát triển đa dạng dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng gắn với xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư. Các ứng dụng mang đến giải pháp toàn diện trên nền tảng trực tuyến, giúp nhà đầu tư dễ dàng thực hiện giao dịch cũng như quản lý hiệu quả nhiều loại tài sản đầu tư. KE Mobile là ứng dụng giao dịch trực tuyến trên nền tảng di động do chứng khoán Maybank Kim Edge phát hành. KE Mobile sử dụng giải pháp đồng bộ tích hợp online trading platform, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin thị trường, đặt lệnh nhanh chóng và chính xác, cũng như quản trị hiệu quả quá trình tham gia thị trường. Công ty chứng khoán Oanta Việt Nam cũng triển khai công cụ hỗ trợ đầu tư, tập trung vào hoạt động phân tích, đánh giá và chọn lọc cổ phiếu miễn phí. Đồng thời, trên nền tảng hoạt động trợ lý môi giới số, giúp các nhà đầu tư quyết định mua chứng khoán gì, mua khi nào và bán khi nào. Dưới sự tác động nghiêm trọng và kéo dài của đại dịch COVID-19, các đơn vị bảo hiểm dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu cần bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tập trung vào những sản phẩm có tính chất chăm sóc thiết thực như ốm đau, điều trị từ bệnh thông thường đến các bệnh có chi phí cao. Kinh tế số, thương mại điện tử là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong 2 năm qua. Chưa bao giờ, hệ thống dữ liệu lớn lại cần đối với hoạt động quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp như hiện nay. Đây là điều kiện cần và đủ để thiết lập và thực thi các phương thức quản trị và kinh doanh trên nền tảng số. Các sàn thương mại điện tử của các thương hiệu lớn và uy tín như Lazada, Tiki, Shopee đã có tốc độ phát triển mạnh mẽ, không chỉ đạt những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn phát triển trở thành hệ sinh thái trải nghiệm trực tuyến từ thương mại đến hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí. Các dịch vụ vận chuyển, logistics trong 2 năm qua đã thể hiện rõ vai trò huyết mạch trong việc kết nối và đảm bảo dòng chuyển động, lưu thông, đáp ứng nhu cầu cuộc sống khi con người phải duy trì trạng thái đứng yên để bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Siêu ứng dụng Grab đã có tốc độ phát triển rất nhanh tại Việt Nam trong những năm gần đây, trở thành người bạn đồng hành của nhiều gia đình, nhất là tại các đô thị lớn. Grab đã trở thành siêu ứng dụng đa tiện lợi và phát triển thành hệ sinh thái đồng bộ, hệ thống từ vận chuyển, giao hàng, đi chợ online
đến thanh toán hóa đơn điện nước, nạp tiền điện thoại. Cũng không thể không nhắc tới GoCar của GoSec. Ứng dụng này đang là một thương hiệu startup có bước tiến thần tốc, thể hiện qua những chiến lược mạnh mẽ vào thị trường này tại Việt Nam. Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và giúp cuộc sống của con người thuận tiện hơn, hướng tới một nền kinh tế số, một xã hội số. Ngày hôm nay, cần có thêm nhiều doanh nghiệp số và người tiêu dùng số.